Hello quý diễn giả nha. Thì ngày hôm nay Tina đã tới nhà của bà bác này. Ngày hôm nay thì cái vụ mà bà bị đổ cái gánh chè ngày hôm bữa thì ngày hôm nay Tina đã coi văn mạng rất là nhiều. Thì ngày hôm nay Tina đã đến tới nhà cô rồi. Thì Tina muốn vào trò chuyện cùng bà như thế nào và để cho quý vị cùng biết nha. Quý vị cùng theo Tina nha. Đi vô thôi. Dạ con chào bà. Bà cho con hỏi là bà tên gì ạ? Bà tên Nguyễn Thị Ngọc Loan. Nguyễn Thị Ngọc Loan. Nguyễn Thị Ngọc Loan ạ. Bà năm nay nhiêu tuổi ạ? Năm nay bà sinh 1945 á. Là 1945. 60 là... mấy tuổi. Ý 77 76. 76 tuổi hả? Dạ. Thì bà cho con hỏi là tại vì bữa giờ trên mạng thì con thấy bà là bán cái gánh chè chuối á bà. Thì bà cho con hỏi là bà bán được bao nhiêu lâu rồi ạ? Đó hồi đó mới giải phóng là bà 30 tuổi là bà bán tới bây giờ. À 30 tuổi mà tới giờ là tới bà giờ 70 mấy tuổi. 76, 40 mấy năm. Dạ 4 mấy năm. Dạ. Thì hôm bữa thì con có coi trên mạng á, thì con thấy bà bị nói chung là đổ cái gánh chè đó đó thì như thế nào ạ? Đổ hết luôn hay sao ạ bà? Bữa đó bà đi đôi dép rồi dắp té trơn á. Dạ. Rồi bà té đổ luôn. Dạ. Đừng cái thau chuối ụp xuống dưới luôn đất. Dạ. Thì cái đúng đó ai ai gánh ra cho bà hay là bà tự gánh? Cái là bà tự gánh đó. Bà tại Dạ. đi đó, dắp đó, Dạ. té gượng không được cái Dạ, cái đó là chuối về mình chuyên về chè chuối luôn hay là sao bà? luộc á thì Chuối luôn. sắc ra rồi cái sắp sắp vô cái thau á Dạ. là sắn dừa bỏ vô vậy là Dạ, chuối chuối xào dừa ha. xào Là mình chỉ chuyên về một cái món đó thôi đúng không bà? Hay là có dừa những món chè khác có không? món ví dụ như là khoai mì phải bỏ vô rồi Dạ. bánh chuối. Bánh chuối là hấp lên có bột, có Dạ, bột là mình thấy gói rồi hả à, bà? không có hấp dưa cắt cắt ra cắt Dạ. ra miếng Dạ. Dạ. bát nước cũng với nước dừa. Dạ. Thì cho con hỏi là cuộc sống của bà bây giờ là bà sống với ai ạ? Bà sống với con trai với hai đứa cháu nội Dạ. Con cũng trai. được. Dạ. Con trai Là bà được mấy người con ạ bà? hai người con, một đứa gái một đứa trai. Dạ, là ở chung với bà luôn. Không, gái có chồng nó ở bên Bùi Minh Trực á, Dạ. quận 8, quận Dạ. 18. Dạ. Mà ở bên đây với con trai với hai cháu nội gái. Dạ. Thì con trai bà năm nay bao nhiêu? Năm nó tuổi thân nó 53 tuổi rồi. Dạ. Thân. À, có tiếp gì với bà không hay là Có nó phụ ví dụ sáng thì nó chở bà đi mua này mua kia chở về đó Dạ. phụ với bà rồi chiều thì nó qua bên nó bán quán với Dạ. phụ quán với con rể á con gái Dạ. nó bán quán bên kia Dạ, quán cà phê bà quán ha. quán nhậu rồi Quán nhậu, quán dạ. nhậu quán đồ Dạ. Thì bà hay bán ở đâu? Hay là bà đi khắp nơi bà để bán ở đây gánh ra chỗ Phạm Hùng là bà có thể cho cái địa chỉ ở đó được không ạ? cái địa chỉ đó số 354 Phạm 54 Hùng Phạm Hùng. À. 54 Phạm Hùng mà chỗ bán bò đang ngồi có bán có mấy cái xe mà bán bò nè bán nước uống đó con Dạ. ở chỗ cái đầu cầu Chánh Hưng á Dạ. chỗ Thì ngay 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 đầu cầu Chánh Hưng đó bà đầu cầu Chánh ha. Thì Hưng dạ. Thì bà như vậy như là bà bán như vậy á, thì cái nguồn thu nhập bà mỗi ngày mỗi tháng là được bao nhiêu rồi bà? một ngày thì bà lời thì khoảng bây giờ là lời cỡ 200 Dạ. Dạ. 200 200 mấy Dạ. cứ Thì bán xong á dạ. Dạ. Thì cái mùa dịch trước đây á, thì có làm trở ngại gì với bà không? mùa dịch đó thì bà nghỉ bán
Dạ. Bà đâu có dám bán đâu. Dạ. Mình nói ngay hồi đó nhà thì nhà của ba má bà để lại nó cũng rộng hơi dài. Dạ. Bà ngăn ngăn ra vậy nhỏ nhỏ vậy đó bà cho muốn được mấy phòng? Phòng 700. Dạ. Được 5 6 phòng. Dạ. Cũng được mấy triệu một tháng. Dạ. Là bên phía bên này là cũng mướn luôn hả bà? Phía bên này là của người ta mua đất. Vậy là mình chỉ bên này thôi? Chỉ có một khoảng giữa thôi đó. Dạ. Của bà. Dạ. Bên kia không phải của người ta. Dạ. Là bà cũng cho mướn phòng đồ này? Tôi mướn được bảy mấy trăm một phòng đó, là được 5-6 phòng đó con. Dạ. Là được 4 triệu, 4 triệu mấy rồi đó. Dạ. Cũng được, sống cũng được. Dạ, cũng lay lắc qua ngày à, mùa bà. Mùa dịch ở nhà đó thì bà cũng sống được. Dạ. Giờ hết dịch rồi bà mới đi bán. Dạ. Thì giờ cuộc sống nói chung là nó cũng bình dị và ha. Bình dị. Dạ. Mùa dịch mà nói chung là mình không bán được mà mình nhờ qua cái số tiền nhà trọ mình cũng sống được mà. Sống được dạ. Con. Nhưng bữa má chị cũng được hỗ trợ địa phương 3 triệu. Đó. Dạ. Ví dụ mà nghỉ dịch, hàng rong mà nghỉ khó khăn đó. Dạ. Có hai đợt là 3 triệu. À, địa phương cũng cho gạo, cho cho quả. Gạo rồi kia. Dạ. Cũng sống được. Dạ. Rồi mới bán nay chừng 2 tuần, không có nhiều. Cái lúc mình dịch đó, ở xóm chị làm tất cả 4 bà già chết. Chết ráo luôn. Tuổi là lớn hơn ngoại không? Trong xóm này luôn. Trong xóm từ đây về dài đây. Mà má chị là lúc đó là con cháu nó đưa lên lầu ở trển. Lên trển là không có bị. Không dám đi xuống qua này. Qua hết dịch mới đưa xuống đây là ở đây. Dạ. Rồi đi đâu á. Dạ. Rồi đi đâu á. Dạ. Giờ nguy hiểm quá à. Cũng được chết 2 mũi rồi nhưng mà cũng phải kỹ kỹ sợ con lo cho ngoại á. Dạ. Chứ má chị thì chết 2 mũi nhưng mà má chị mới dám ra má, nhưng mà giờ mà kêu bà ngoại cũng chị kỹ, chị cũng sợ á. Má chị cũng có đề kháng, lại già rồi đó. Dạ. Thì chị thường thường nghe già bị nhiễm đó, khó. Dạ. Chứ giờ bán thì cũng phải bán mà giờ cũng lo lắm. Thì bây giờ như bà bán vậy thì có ai ra tiếp bà không hay là chỉ cô mình là con gái là qua tiếp. Dạ. Phụ bán này kia gì đó mà làm cái kia thì nó phụ. Dạ. Ừ. Ở đây thì nó bán ba cái nước ngọt cà phê buổi sáng là mấy gì dạ, má chị làm xong á mà không có gì má chị lăn nghe luôn. Mệt á cô ha. Dạ. Sáng này tới giờ người ta vô phỏng vấn má chị mà cũng mệt nhưng mà vui, nhưng mà ta thương quá, ta tới hoài mình đâu thể từ chối. Nhưng mà kiểu như á rồi cái người hỏi cần câu á, tại ngày nay từ bữa clip té nhưng mà nói chung cái clip nó quay cũng trong hồi trước dịch. Dạ, trước dịch. Mình chia sẻ thật là trước dịch đó. Dạ. Chứ không phải mới đây. Dạ. Người ta thả, người ta coi lên, người ta thấy, người ta thương má chị, người ta nghe tới má chị là người ta hỏi thầm. Dạ. Thì con cũng mới coi cái clip đó mới đây. Thì con cũng thấy như vậy. Thì đoàn chúng con ngày hôm nay cũng sẽ đã đến tới đây. Thì hỏi thăm bà là về cái vụ mà té, về cái vụ mà ấy cái gánh chè như vậy á, thì nó có thiếu hụt gì hay không á, là như vậy, như là mình còn bán được nữa hay không hay là dọn về luôn à? Còn bán được à? Dạ. Ngày bà té không có sao á, cẳng chân bà không có bị không gì, gì hết, vẫn gánh được như thường. Sao? Giờ bà gánh cũng được. Gánh chè đó đó, người ta lại người ta cũng cho được hơn cái vốn em. Dạ, dạ. Nhưng mà đều chỉ sợ là té có sao không? Có sao không? Chứ cái tiền bạc mà có hết thì ngày mai cũng còn kiếm được. Dạ đúng. Mà chị sợ má chị lỡ sơ xuất gãy xương. Dạ cũng sợ, tại vì cô lớn tuổi nè. Cũng dễ bị chặt tay chân. Cái gánh của má chị á, mà chị gánh không có nổi. Nói tụi em biết tại sao má chị tại em có thế gánh thế xuống, gánh, gánh không được. Gánh tìm đi lại. Thì nó bị sợ bị đổ. Còn nó không được. Chị nói lấy xớt ra, xách cho bà nhẹ. Rồi chị xớt ra, chị xách theo sau, đem ra từ từ. Dạ, dạ. Thì như vậy thì nó nhẹ bớt á, mà má chị cũng chịu. Má chị nói để nguyên cái gánh nhìn nó ngon. Má chị không nói gì. Xách tới xách lui đâu có ngon. Xách đàng hoàng. Dạ. Em thử nghĩ đổ mình vừa vô. Đi trẻ mà mình không gánh, bà già gánh mình cũng bị chay rút. Dạ. Nhưng mà thực sự là mình không muốn vậy. Nhưng mà chị chỉ biết là ở nhà phụ má chị, không chị nhà chỉ chạy ra phụ bán thôi. Dạ. Ngoài ra lo cho má chị cơm nước ngày 2 bữa thôi. Vậy là cái gánh đó đối với bà là cũng 4 mấy năm hả bà? 4 mấy năm. Dạ. Hồi đó con mà còn nhỏ. Dạ. Dạ, nuôi con tới lớn luôn ha. Gả chồng với vợ rồi luôn hả bà? Ba chồng mất 54 tuổi, em mới có 1 tuổi mà má ở vậy nuôi tới giờ. Dạ, vậy là chú mất sớm ha. Mất hồi lúc bà 23 tuổi. Đi lính quân rồi đó. Ba chị 27, bà 23. Đời nghỉ đi lính. Cái tuổi trẻ đó. Tuổi trận chết luôn. Dạ. Thì
bà thì cũng bữa đó là cũng hên bà ha, là không có bị gì bà. Ông nhưng mà giờ con góp ý là như vậy, như giờ mà có một cái số tiền gì đó thì bà đặt, bà đi đặt một cái chiếc xe đẩy được không? Tại vì cái tuổi bà lớn và không thể nào mà càng ngày tuổi bà càng cao á thì không thể nào mà gánh nổi cái gánh nó hoài được. Thôi bà không có đẩy xe được rồi. Giờ gánh nó gọn mà nó lên đây ngồi người ta bán thì mình ngồi ké một chút. Cái gánh vậy đó, nhiều khi người ta còn thấy người ta tốt thì là cho ngồi, còn không tốt thì người ta đưa mình đi chỗ khác nữa đó. Có người tốt lắm, cho ngồi chút xíu thôi. Chừng để cái xe con coi tùm lum cờ cờn càng quá, người ta muốn mặt bằng bao nhiêu triệu rồi, ta đâu có cho. Nhỏ thôi bà, như vậy mình đóng cái xe nhỏ thôi, ở nhỏ trong nó có cái học á thì mình để đồ ấy thôi. Nhưng mà thôi chú, để cái xe nó cờn càng lắm, để gánh gọn hơn, có gì mình chạy. Ví dụ người ta không cho nữa đó, mấy người ta nói chỗ cái cua quẹo đó, người ta nhiều khi người ta không muốn cho mình ngồi nữa. Thì không? Mình gánh lại đằng kia một chút, dễ hơn. Cái này đằng kia một chút mình bán. Vậy là đó giờ bà không có ngồi trụ ở đó thì bà có khi nào mà bà gánh đi hết vòng vòng Sài Gòn không ạ? Chắc tới các phường, các quận. Hồi xưa thì gánh qua quận 5 mà. Yeah. Quận 5 thì đường Võ Văn Kiệt đó, chợ Sông Dầu đó, quay luồn luồn vô trong mấy cái xóm người qua đó, bán cũng được lắm, nhưng mà hồi đó có sức gánh đi dạo được, gánh là cũng phải rau nữa chứ đâu phải gánh không đâu, vậy mà bán được lắm. Vì sau này mà đi hết nổi rồi, nhờ YouTube mới quay, quay bà mới được ngồi ở đó đó, ai cũng đợi mua, kiếm chỗ đó mua, thành ra mới ngồi được bán đó, tới chiều mới hết đó rồi. Vì bà không có cái địa chỉ chính xác để mà con chỉ như có những người mà như hâm mộ bà, thích bà gì như vậy á, muốn ăn những cái món chè của bà làm á, để thưởng thức là cái mùi vị chè của bà làm như thế nào á, thì bây giờ cái địa chỉ không có thì con cũng không biết sao mà để nói cho. Thì cái địa chỉ bán là mỗi ngày là phường mấy, quận mấy cô biết? 54 Phạm Hùng. 54 Phạm Hùng. Ở dưới dốc cầu thì Chánh Hưng đó. Vô đây bên đó có cái cầu Chánh Hưng qua bển, nhưng mà ở bên này dốc cầu bên này. Dưới chân cầu Hưng Phú ha. Dưới chân cầu Chánh Hưng. Dạ. Dưới cầu Chánh Hưng. Chánh Hưng Phú ha. Đường ở đó là cầu Phạm Hùng đó. Phạm Hùng. Dạ. Rồi. Mấy là... đó. Ba nói thương ta cũng có đuổi đâu ngồi đó luôn mà. Tại thấy bà tuổi cao này mà gánh cái đó con nói chung là con cũng khâm phục bà lắm luôn á, tại vì sức bà cao, tuổi cao nè mà cái gánh nó càng nặng nữa thì cũng quen á con, bà chịu được, ví dụ gánh lên và đi dựng khoảng đường chút xíu là đã nghỉ rồi. Người ta vô đây nghỉ ra nó nhẹ bớt nghỉ một chút, có người luôn. Vô mua 30 phần là thấy cái gánh nó nhẹ rồi. Mỗi ngày lúc này người ta vô đây mua nhiều hơn, vô nhiều lắm hả cô? Vô cái mua 20-30, nãy giờ tụi em chưa lại là đã hỏi cả 100 phần mà rất tiếc hôm nay mình bán hết. Thấy cũng được. Nhưng mà làm nhiều nữa là hơi cỡ được. Cũng như thí dụ như mình làm hơn cái gánh ta bán cũng vẫn hết, nhưng mà mệt lắm. Chị muốn là má chị lâu dài được, bán vài ngày chứ không phải bán một ngày rồi nghỉ. Thành ra mình phải dưỡng sức chứ. Đâu phải mình thấy bán đắt rồi mình làm thêm nữa thì mệt. Sức nào chịu nổi hả cô ha? Thì một ngày vậy á, bà làm là cả thau luôn hả bà? Thau á con, thau tròn vậy nè. Vậy đó, nó mất bao nhiêu tiếng, bao nhiêu giờ của bà? Bắt đầu 8 giờ, giờ bà đã lột chuối nấu. 8 giờ sáng? 8 giờ sáng. Dạ, lột chuối. Rồi làm tới 1 giờ mấy là bà mới xong. 1 rưỡi là bà xong rồi. Sắp lên rồi, rắn hết dừa, bỏ lên này kia, để lên đó. Dạ. Giờ đó là bà. Tụi em ra thì bò chuối. Dạ. Phần về cho người đừng kia ăn cái quảng cáo trong ngoài. Dạ. Con thì ở đây con cũng rất là mong muốn mà lại mà thưởng thức cái vị chè chuối của bà đó. Thì con như hồi nãy con vô đây á thì có hai người chị đó vô để mà hỏi cái đường tới nhà cô để mà mua chuối á. Thì hồi nãy là cô nói là cũng hết chuối rồi đúng không? Thì con vô đây là con quay cô quay bà như thế này, thì con có nghe là cô nói là con
cứ tưởng con Lợi mua chuối á, thì cứ nói là hết chuối rồi em. Dạ. Dạ, thì bữa giờ nói chung là bà bán tại nhà cũng nhiều rồi ha. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Thì bây giờ thì nói chung là con cũng cho địa chỉ của bà bán ở đó rồi. Thì bây giờ con cũng chiều rồi mà trời cũng sắp mưa, thì con xin phép bà chân về. Dạ, bà hẹn bà ngày nào đó, một ngày gần nhất con sẽ tới, con sẽ ăn cái món chè của bà làm để coi mùi vị như thế nào, để con review cho quý vị còn nghe và xem nữa, để là tới ủng hộ bà nữa nha bà nha. Con xin chào bà, để con đi về. Dạ, cảm ơn bà. Loan Mèo ở bên Úc Châu với anh Cu Vàng thì thấy cái clip của bà đó, thì con xin đại diện hai người đó con gửi số tiền 5 triệu cho bà nha. Dạ. Dạ, cái này là bà cứ giữ đi. Dạ, giữ. Dạ, con đại diện con gửi giùm 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Dạ. Lấy bà nói cho dạ, tiền dạ, dạ, cảm ơn dạ, 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 cảm ơn cô, dạ, dạ, không có chi bà. Dạ, dạ, con đại diện cho anh Cu Vàng với chị Long Mèo bên Úc gửi cho bà. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, xin phép bà con về. Dạ, dạ. Cho bà quá nhiều. Dạ, không sao bà giữ đi bà, không sao đâu bà.